Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Relab và mình là Tuấn Ngọc đây. Ngày hôm nay trên bàn mình đó chính là chiếc Oppo F11 Pro. Thế nhưng mà cái vấn đề ngày hôm nay sẽ không xoay quanh chiếc điện thoại này không, mà mình sẽ mượn nó để nói về một con chip rất là mới, đó chính là P70 Helio đến từ MediaTek. Vậy thì đây có phải là một con chip có thể thay thế được những con chip Snapdragon hoặc là những con chip Exynos của Samsung hay không? Chúng ta cùng làm rõ trong video ngày hôm nay. Thôi thì nói với chiếc điện thoại này, nếu chúng ta không nói kỹ về nó thì cũng nên cảm ơn nó một chút. Bởi vì dù sao thì nó cũng cung cấp chúng ta cái nguồn dữ liệu, đó chính là con chip P70. Và đặc biệt là sản phẩm Oppo F11 Pro, nếu các bạn đang quan tâm ấy, thì ở Xiaomi S đang bán nó kèm theo cái phiên bản thấp hơn, đó chính là F11, với những cái phần quà rất là giá trị. Cái bộ quà này thì mình nghe hơi nổi trõ là chúng ta sẽ có một cái loa này ở trả góp 0% nếu như các bạn mua. Và cái đường link chi tiết về bộ quà này kèm theo giá bán của nó mình sẽ để trong phần mô tả nhá. Các bạn cứ bấm vào và check giá Xiaomi S mà thôi. Vậy thì chúng ta đi cùng đi đến cái phần quan trọng nhất ngày hôm nay, đó chính là về cái con chip Helio P70. Thì đây là một con chip với tiến trình 12 nanomet của MediaTek. Các bạn đều biết rồi, MediaTek lâu lắm họ cũng không làm những con chip cao cấp nữa mà họ chỉ tập trung vào những con chip giá rẻ tầm trung mà thôi. Để mà so sánh thì có lẽ là chúng ta có thể so sánh nó nhỉnh hơn con chip 660 một chút, và nó sẽ ở dưới tầm một con chip 710 của Snapdragon, và mình sẽ nghĩ là nó sẽ tương đồng với con chip ví dụ như là 9610 mới nhất của Samsung ở thời điểm hiện tại. Thôi thì chúng ta cùng test một chút với những app hàng ngày đi. Thì chắc chắn là với những cái bài test hiệu năng thì chúng ta sẽ không thể đánh giá chi tiết được, bởi vì nó còn tùy vào cái tối ưu của từng hãng nữa. Mỗi hãng sẽ chạy một hệ phần mềm khác nhau, sẽ có cả ảnh hưởng bởi những cái yếu tố khác, ví dụ như là tốc độ đọc ghi bộ nhớ. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là test những app hàng ngày nó cũng sẽ chiếm đến khoảng 70-80% cái khả năng con chip đó. Thì mình cũng đã có thử với rất là nhiều app rồi, lần này mình thử với nhiều app hơn, bao gồm 7 app, đó là Facebook, Messenger, Instagram, Zalo, YouTube, Chrome và Camera, và nó sẽ mang lại cho mình một kết quả truy xuất cũng khá là ổn. Nếu các bạn nhìn trên bảng của mình thì chúng ta sẽ có tốc độ trung bình là 1.4 giây. Con số này là chấp nhận được so với những cái máy ví dụ như là chạy Snapdragon hoặc là chạy Exynos. Và mình thấy rằng là mặc dù nó không phản hồi quá nhanh, nhưng nếu các bạn nhìn vào cái bảng tổng sắp của mình ấy, thì qua 3 lần các bạn đều có thể thấy rằng là khi mà mình bấm app nó đều rất là cân bằng. Và các bạn nhớ là trước khi mình test mình đã tắt tất cả mọi thứ đi rồi, đã khởi động lại máy sau một lúc rồi, và nó đã mang lại cho mình kết quả khá là tương đồng với nhau. Có nghĩa là nó mang lại cho các bạn cái sự trải nghiệm với khả năng truy xuất app là rất cân bằng. Điều này có nghĩa là nó chạy rất là ổn định nếu các bạn sử dụng hàng ngày. Nếu như mà các bạn đi sâu vào những cái yếu tố khác, ví dụ như là nó có giật hay không, nó có lag hay không khi mà sử dụng những app như Facebook, Messenger, Instagram, Zalo các thứ, thì mình có thể sure với các bạn rằng con chip P70 đối với nó là muỗi. Nó vẫn có thể sử dụng rất là ổn những cái tác vụ hàng ngày. Kèm theo đó là tốc độ truy rất nhanh, thì chúng ta không cần phải phàn nàn gì cả. Một cái điểm tiếp theo mà mình thấy rằng nó sẽ phù hợp hơn để chúng ta có thể đánh giá về cái khả năng hiệu năng của nó, đó chính là khả năng chơi game. Thì mình cũng đã có test với 3 tựa game mà mình thấy rằng các bạn cũng khá là quan tâm trong điểm bây giờ, đó chính là Liên Quân Mobile này, PUBG Mobile và Honkai Impact 3. Chúng ta sẽ cùng đi đến tựa game nhẹ nhất, đó chính là Liên Quân Mobile. Thì các bạn đều có thể thấy rằng trên màn hình mình đã lưu lại tất cả những cái quá trình mình chơi game Liên Quân Mobile ở đây. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy rằng là nhìn về tổng quan những cái biểu đồ này, nó rất là đều, và mình hoàn toàn có thể bật lên chế độ FPS cao và kèm theo là chế độ HD cho cái độ bật giải. Và sẽ có đôi lúc nó giật xuống còn khoảng 54-53 FPS, nhưng nếu các bạn thấy thì các bạn để ý là trong những trường hợp này hầu hết là có 3-4 hero, 3-4 tướng nhảy vào đánh nhau một lúc nên nó mới có hiện tượng giật như này thôi. Và để mà nói thì cái quá trình mà mình trải nghiệm tự game Liên Quân, nếu mà đánh nhau nhiều thế này ý, mặc dù nó tụt xuống 54 FPS thôi, nhưng cái sự giật này nó là rất nhỏ. Bởi vì nếu như nó giật từ 30 xuống 25 hay là 20, nó khác hoàn toàn so với việc là 60 giật xuống khoảng 50-54. Khác nhau các bạn nhé. Và nếu mà nhìn tổng thể thì đôi lúc nó sẽ giật hơi sâu một xíu, nó còn khoảng đâu đó là khoảng 50 FPS, nhưng nó không bao giờ xuống còn 40 FPS các bạn nhé. Không bao giờ, nó chỉ dao động từ khoảng 51 đến 60, và trung bình sẽ là khoảng 60 FPS theo những app có ghi lại được. Tựa game tiếp theo mình có test cho các bạn, đó chính là tựa game PUBG Mobile. Các bạn đều có thể thấy được rằng là cái quá trình mình chơi nó rất đều. Các bạn có thể chơi game với chế độ là HD, độ bật giải, và kèm theo đó chính là cái FPS là FPS cao. Và trong cái quá trình mình chơi, các bạn đều có thể thấy rằng là cái biểu đồ FPS của mình cực kỳ mượt ở 30 FPS, kể cả khi mình có nổ súng quân địch. Ở đây là mình sử dụng chế độ là FPS các bạn nhá, có nghĩa là nó sẽ tiếp nhận phải nhiều thông tin hơn, nó sẽ giật hơn một xíu. Kể cả khi mình có bắn người, nó vẫn rất là ổn định ở 28 đến 30 FPS.
và nó sẽ giật xuống khoảng 1-2 FPS nếu như các bạn lút đồ. Và đôi lúc mà nó có giật nhiều quá thì cũng chỉ là xuống đến khoảng là 27 FPS mà thôi. Thì đó là cái lúc mà mình bật cốp lên sấy, lúc mình chạy ngoài đồng thì nó vẫn không có hiện tượng giật lag quá nhiều. Nhiều bạn có trải nghiệm trên cái tựa game PUBG Mobile này thì lúc các bạn lái xe nó giật rất là nhiều, nhưng mà cái hiện tượng này hoàn toàn không có đối với cái chiếc Oppo F1 Pro chạy P70. Khi mà mình lái xe, đây góc nhìn thứ nhất luôn, cũng hoàn toàn không hiện tượng giật lag quá là nhiều. Đôi khi giật lắm xuống còn khoảng 10 mấy FPS, nhưng mà do lúc này là mình nghĩ là có vấn đề gì về đó về mạng. Chứ còn nếu mà các bạn nhìn cái màn lái xe của mình thì hoàn toàn không có quá trình là giật lag quá là nhiều. Cái tựa game cuối cùng mà mình muốn test cho các bạn đó chính là Honkai Impact 3. Chúng ta sẽ có hai phần đây. Phần đầu tiên đó chính là trải nghiệm khi mà các bạn chơi ở cái chế độ đồ họa nó thấp hơn. Thì các bạn có thể thấy rằng là cái quá trình mình chơi, biểu đồ FPS nó là giật lên giật xuống khá là nhiều. Đây là khi mà mình để cái chế độ chơi khá là nặng, cao nhất ấy, là chế độ 4. Thì khi mà các bạn đánh trưởng này, dùng tuyệt chiêu này, gọi người thứ hai ra này, thì nó giật khá là nhiều xuống còn 27-29 FPS. Đây, giật sâu nhất xuống là còn khoảng hơn 24 FPS. Đấy, còn lại là mình thấy quá trình mình trải nghiệm vẫn khá là tuyệt, đồ họa vẫn rất là tuyệt vời. Nếu mà mình giảm hiệu năng đi một chút, nó sẽ mang lại chúng ta một cái khả năng chơi cực kỳ mượt. Đây các bạn có thể nhìn thấy ở trên cái biểu đồ FPS của mình thì hoàn toàn nó ổn định hơn. Kể cả khi mà mình có đổi người này, mình đánh trưởng ulti mạnh hơn thì nó không giật quá sâu như lúc nãy nữa. Và mình khuyên các bạn là các bạn nên chơi cái Honkai Impact ở cái mức độ đồ họa phân giải thứ 3 thôi, là nó mang lại cho các bạn một cái quá trình trải nghiệm trung bình là 30 FPS rất là ngon rồi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái bài đánh giá hơi chi tiết một chút về cái màn thể hiện hiệu năng của con chip Helio P70. Thì cá nhân mình thấy, nếu như các bạn đang có một cái lựa chọn giữa P70 hoặc là những con chip Snapdragon hoặc là những con chip Exynos như là 9610, thì mình thấy rằng năm nay P70 làm khá là tốt. Nếu như ngày xưa các bạn lựa chọn Oppo, các bạn không thích bởi vì hiệu năng nó kém, hoặc là các bạn thấy những con chip Helio nói chung hiệu năng không tốt, thì mình thấy rằng bây giờ nó khá là tốt rồi, và thậm chí nó còn hơn những con chip như là Kirin 710. Và cái lời khuyên của mình, nếu các bạn phải lựa chọn nó để chơi game thì các bạn cứ yên tâm, bởi vì nó chơi rất là tốt và kèm theo đó là cái hiệu năng rất là ổn định nếu các bạn sử dụng những app hàng ngày. Các bạn thấy sao về con chip Helio P70 nói chung cũng như là chiếc Oppo F11 Pro nói riêng? Đừng quên để lại ý kiến comment phía bên dưới. Mình rất vui nếu như các bạn để lại những cái lời phản hồi cho mình. Tất nhiên là lịch sự một tí các bạn nhé. Mình là con người cũng biết sống, cũng biết nghĩ, biết đau mà. Các bạn thấy hay bấm like, bấm subscribe, bấm chuông cho kênh YouTube của Relab để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Và đừng quên truy cập vào đường link bán hàng của Xiaomi S với rất nhiều phần quà kèm theo cái bộ loa này, rồi này nọ các thứ chi tiết trong phần mô tả hết. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Kết thúc nhá. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái bài đánh giá.